Hello, xin chào tất cả các bạn. Nếu tất cả các bạn đã bỏ qua cái chương trình tặng nick này thì tất cả các bạn sẽ phí phạm đến một số nick rất VIP tại web mới sướng shop mới sướng.vn này của mình. Đầu tiên thì mình sẽ dành tặng tất cả bạn hai nick với một thứ mục quay đen đóm 200.000 và 500.000. Thì mình sẽ vào nhánh để chuẩn bị để một cái siêu phẩm cực kỳ hay cho tất cả bạn xem. Đầu tiên thì mình sẽ review qua một chút là shop mình có hai cái thử vận máy 200.000. Vận máy 200.000 thứ nhất là sở hữu một cái khoản thông tin trắng từ 20 tượng và có đá quý hoặc skin đổi từ đá quý các bạn nhé. Và cái thứ hai cũng là 200.000 thì là chắc chắn là tài khoản Garena thông tin trắng sở hữu từ 30 tượng trở lên và skin ngẫu nhiên. Và mình sẽ dành tặng tất cả các bạn này. Và mình sẽ kiểm chứng cho tất cả các bạn biết nick này có trắng thông tin hay không. Thì mình sẽ vào kiểm tra tất cả các bạn luôn. Đầu tiên mình sẽ mua một nick đầu tiên thứ nhất, đó chính là cái nick 200.000 này. Và mình sẽ nhấp mua có. Và khi mua có thì các bạn vui lòng và giao dịch hoàn tất. Và mình sẽ đăng nhập trực tiếp vào nick này luôn. Đây, nick random này, mật khẩu này mình sẽ đăng nhập qua đen nhé. Đấy, các bạn nhìn tên tài khoản thật là cẩn thận nhé. Các bạn vào ai cũng vào được. Và cái nick này mình sẽ dành tặng cho tất cả mọi người. Mật khẩu là lộc 119119 này. Đây, mình sẽ đăng nhập vào ngay này. Mình sẽ kiểm tra nhá. Đấy các bạn này, xác nhận đăng ký số điện thoại này. Các bạn thấy chưa? Xác thực này và xác thực chứng minh thư nhân dân này. Nhưng mình sẽ cài số điện thoại của mình vào. Và khi mình tìm một bản phù hợp ở trên cái comment ở trong này thì mình sẽ thì lúc đó mình sẽ dành tặng cho các bạn đấy và chuyển số điện thoại của mình qua dành cho bạn đấy. Và các bạn nên nhớ là đây là nick mình bán, cho nên mình không chơi, không giữ làm gì cả. Và cái này mình hầu như mình sẽ tặng thật cho tất cả các bạn yên tâm, không có vấn đề gì cả. Đây, mình sẽ vào check nick cho tất cả các bạn xem nhé. Rồi đăng nhập ngay này. Mình sẽ vào check nick trong shop mơ sương của mình nó uy tín đến như nào khi sở hữu nick 200.000 quay đăng đóm nhá. Còn cái mục của bọn mình là nick 500.000 là VIP nhất các bạn nhá. Cái mục 500.000 là VIP nhất, hầu như sẽ các bạn sẽ được hoa vốn, mã hoa vốn rất ít, hầu như các bạn sẽ được lời chắc chắn 100% luôn. Rồi, đầu tiên mình sẽ check cái nick này nó sẽ khốn nạn như nào này. Rồi, và để mình sẽ làm nhánh đó để các bạn sẽ chờ đợi một clip siêu phẩm thì hay luôn các bạn nhá. Vào nhánh đi, nhánh nào. Đấy, và thứ mục quay đăng đóm này này, các bạn có thể nên nhớ rằng là hầu như nick shop mơ sướng này của mình là một trong shop uy tín và giá cả thì hợp lý nhất trong các shop và giá cả cạnh tranh luôn. Và nguồn nick đây, mình sẽ vào này cho các bạn thấy này. Đây, ui, sao không thể hiện thông báo bấy. Đây, mình sẽ vào này này. Ôi xài, sao không thể hiện thông báo nha. Đấy, cái thông báo của mình là hầu như là kiểu có một... Ôi trời, what? Rồi các bạn chơi mình một chút nhé. Rồi, mình sẽ tắt cái giả lập này và sẽ bật lại này. OBS đâu? Rồi, quên nhầm. Nó. Rồi các bạn chơi mình một chút, nó đang bị đỡ một chút nhá. Lâu ngày không cập nhật cái phần mềm này cho nên nó trời. Rồi, trước tiên đến với cái đó thì mình sẽ book luôn cái nick 500.000. Đây. Mình sẽ book luôn cái nick 500.000. Rồi bắt đầu sẽ vào check hai ngày luôn. Đây, mình sẽ book đài một cái đi. Đấy, thật nhanh để vào. Mình sẽ check cho tất cả các bạn luôn. Đây, nick 500.000 này. Mình sẽ check đó là tài khoản 500.000 này. Liên, mình sẽ check nhanh. Đây là trắng thông tin nhá. Còn nick 500.000 này. Đây. Rồi, mật khẩu là văn từ 1998 này. Đăng nhập luôn này. Đấy, các bạn thấy chưa? Hầu như là nó sẽ không có một cái gì và hầu như thông tin trắng cả luôn. Đấy, nick shop, nick của mình như vậy. Và mình... Hello, vì cái lý do cái nó player này của mình bị lag thì mình sẽ vào trực tiếp vào cái nick 500.000 cho tất cả bạn kiểm tra luôn. Và cái nick 200.000 mình là kiểm tra thôi. Thì nick 200.000 nó sở hữu cho mình 55 tướng và 5.000 skin. Và nick 500.000 này là một trong những cái bộ quay đăng đón VIP nhất tại shop nick của mình. Và có 1.832 ui và 75 tỷ 103 skin. Đấy, các bạn có thể thấy là 500.000 thì các bạn có thể là sở hữu được một trong những cái nick VIP ở tại cái shop bơ sướng của mình, nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Và cái nick này không phải là rất ít mà rất nhiều người từng trúng được những cái nick như này thôi. Và có rất nhiều người comment để trực tiếp đến vấn đề của mình. Và các bạn đừng quên rằng do là cái thời lượng này nó do cái nó còn bị láng nên mình đã kiểu không thể kiểm tra được nick 200.000. Và cái này các bạn tự vào kiểm tra nhé.
ba cái skin hay là tưởng kỹ năng các bạn cùng vào việc đá đi, bạn nào xem clip này các bạn đều vào được và mình sẽ chọn một bạn để mình sẽ danh tặng các bạn luôn. Đấy là cái quan trọng nhất là cái giúp mình sản phẩm. Các bạn đừng quên đăng vào shop mơ sư được biến để ủng hộ mình một nick các bạn nhé. Đó và mình xin phép ở đây cảm ơn các bạn hãy chờ bằng xuống phẩm. Một là mình không có một này, mua hai tập một. Chúng nó không nhớ được, mình lấy tập 1 nhiều lắm. Mình lấy tập 1 nhiều lắm. Hầu như là từ khi mình lái kiếm thì hầu như cái mùa nào mình cũng lấy tập 1 đấy. Đấy kiểu lúc nào như vậy. Nhưng mà từ khi có búp bẩn thì thách đầu rất khổ lên nhưng mà lấy tập 1 các bạn nhé. Từ khi có mấy anh búp bẩn đến sinh ra thì là cảm giác thách đầu nó khổ vãi đài. Đó các bạn chơi một chút nha, mình làm việc nào nhá. Chạy Ăn được khổ nạn rồi. Chết cha rồi, đi ROM à? Anh đi ROM hôm nay rồi, thôi đi ROM được. Vậy game này mình đi ROM nhá. Mình đi ROM theo phong cách của mình nhé. Giả tạo mơ sướng à. Chết. Rồi còn mình đi ROM các bạn nhé. Game này cho anh hit quả này nhé. Anh mạnh là em mạnh. Một mình em của cảnh được tím không? Phải có hai người đồng lòng có thể. Nhỏ nào từ tư đến của anh hit hàng đỉnh. Chơi được. Không được. Hết rồi luôn đấy. Đi phán để nay rau mấy đại. Thật đấy, đi phán. Mình đi đoán để nay rau mấy đại luôn. Rau hớn là thằng đi đường. Sao lại chửi em vậy? Em chơi anh lên em bị thám nhá, con người lịch sử là nó như thế đấy. Từ từ em ơi, anh đi ROM như là anh không có mặt này, chơi anh nhá. Thấy chưa, thấy chưa, lịch sử chưa, đủ đề đấy. Rồi đi gánh về em luôn, đi về em luôn đấy, giàu vãi đài. Biết là anh đi một mình được mà em cần phải kiếm vàng với anh ấy nhỉ. Đập được rồi, ok, luôn. Mình là người gánh tím cho nên mình đừng phụ thuộc đồng đội. Xuống luôn em ấy, xuống được, chế được. Slim. Chạy. Chạy được. Chạy được. Khốn nạn. Chạy đẹp ơi, chạy không được. Ôi. Sao chọc đấu đi. Trời. Đi ROM theo phong phong. Một cá sấu ba các bạn.
Không được, làm sao mà đánh được tao đã. Trời ơi, cái ông này hám thế. Cái ông này đánh hám đi. Cả đây nắc lên anh đâu. Hám cái thủ chết được. Bình tĩnh. Em sửa đây, sửa vậy luôn nè. 15 giây mới có chưa bắn. Đi theo anh luôn đấy. Sút về. Ê nó có liềm cái pha này. Đấy xuống đây. Đấu nhỉ. Liêm kia. Ở đây đến tay này, hai cái liêm luôn đi. Flow cấm đi bạn ơi. Cái pha để mình tiếp tục biển nhá, chạy là vẫn chạy được nhưng mà tiếp tục biển quá. Hai cái liêm luôn đấu vai này. Rồi ok, nó sẽ không sống sót được cái pha sau. Ông hay cái tên ông lên là ông cầm được cái phá để đấy. À trời, tao thề tao giết bị cái game này, tao không cho mày chơi game luôn. Không phải lấy dọa tao đâu. Trời ơi, tao sẽ lím ở dọa mình các bạn kia. Bím phải dọa đâu, bím phải dọa tao đâu. Chờ đấy, tao tìm Giang ơi. Đây này, con tốc biến này. Danh thẳng anh một cái tốc biến trừa mặt luôn. Em mới đừng bị cuốn vào người ta ra, thọt đấy. Khéo đâu. Cái pha này khéo quá. Lu em. Cái đây nắp chết hay quá. Nhanh. Cái pha này vội vàng quá nhỉ. Đưa dưới bên ngón đó. Mình chậm lại một chút tí nữa. Lal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 
Vội vàng quá. Em coi nắp em nhé. Đó, con. Nghe cái hết chứ, bị lừa vào đâu nhỉ. Cái sai này 5 năm sai biết rồi.
Minh tưởng nó hết chưa ba ta đấy. Bình tĩnh nhá. Nát kìa nát. Không sắt đá được cái thối nè. Slim các bạn nhá. Anh bây giờ thì một combo là một thằng năm slip này. Nhảy cái. Có phải ná đấy. Slim nữa. Biết được nó tù táo táo cùng bố. Mẹ mà cái bấy này không cho nó chơi game mà. Anh không cho Slim chơi game bởi vì nó thách mình các bạn. Thật như thế. Nó dọa mình các bạn, mình sợ lắm. Mình cảm giác sợ vì một ái nó dọa ấy. Cho nên cách tốt nhất là mình phải hành động trước khi nó dọa mình các bạn. Cách tốt nhất là mình phải chặn ngay cái mùi đấy dọa đấy. À, kiểu không cho anh chơi game chẳng hạn. Đùa cho hay thôi, anh thương con bò mà, anh con bò cho vui vậy. Nà thì chứ con bò anh để cũng chả làm gì cơ. Nghe gặp anh ta ra. Anh bỏ anh bỏ gặp mình cái pha này đấy cũng khiếp đen luôn. Không, anh hết chiêu. Ờ, có chiêu thì nó làm sao sống anh được cái pha đấy. Anh hết chiêu cái pha đấy thôi. Chứ không làm gì mà nó chạy anh cái pha đấy. Mười giấy mà còn chưa bạn. Vậy sẽ lia hay lắm. Năm giấy này nhá. Slip nhá, chơi năm giấy này nhá. Ôi trời trời, đập cho hai thằng đấy, một mình một cái màng đấy. Mình chỉ là một người đi ROM thôi các bạn nhá, và cách ROM này là ROM theo phong cách mơ xương óc chó đấy, kiểu nôm na như vậy. Đấy, cho mình cũng có chuyện là đi tránh đường kinh công các thứ đâu các bạn nhé. Mình đi ROM cho phong cách mưa sướng rõ ràng như vậy.